Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Đúng từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, bề trên ban lộc, tiền vàng kéo đến, giàu sang chạm đỉnh. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, lại nói nếu ta đã làm việc, đã chăm chỉ, đã nỗ lực để nhiệt thành, để nhiệt huyết cống hiến và không ngừng cầu tiến dương lên, thì nếu có thua cũng đâu có gì cần phải xấu hổ hay để ý miệng đời cười chê. Nếu Kỷ Dậu đã thiêu đốt từng giọt cảm xúc, nếu đã từng chảy những giọt mồ hôi nỗ lực chuyên cần, thì tức Kỷ Dậu đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Để có thể nói rằng, sự có thể thành, sự có thể bại, nhưng tôi đã cố và đã chiến, đã đấu và đã nỗ lực, vậy thì có gì mà phải hối hận sầu bi. Nếu cuộc sống này chỉ toàn những nhung gấm lụa là, nhà xe lộng lẫy, tiền tỷ trong tay, thì đó là cuộc sống quá tuyệt vời đúng không? Thế nhưng cuộc đời là vô thường, cuộc sống là hung cát đan xen, nay đỏ mai đen, khó ai đoán định có người hôm nay vẫn ở nhà lầu xe sang, có kẻ hầu người hạ. Tiền vàng ngập két, cậu ấm cô chiêu, trăm anh thế việc, nhưng bỗng hứng chịu đại hạn, đùng một cái trở thành công nợ tán gia bại sản. Bên cạnh đó, lại cũng chẳng ai nghĩ rằng mình đang bị giam hãm trong sự nghèo khổ túng thiếu, bán mặt cho đất, còng lưng cho trời. Nhưng chỉ sau một đêm bỗng giàu lên bất ngờ, trúng số độc đắc, cầm tiền tỷ trong tay, mở lòng từ bi cứu giúp những người yếu thế. Cuộc đời này là thiên biến vạn hóa, cuộc sống này là bất định, việc đổi phận đổi đời sau một đêm đã có nhiều minh chứng. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024 này, tuổi Kỷ Dậu lưu ý được điều này thì cũng đến lúc cải giận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 với tính cách chịu thương chịu khó, giản dị, tiết kiệm, mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn. Phúc lộc các tinh cao chiếu mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn, trong tương lai có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, một trong những dấu hiệu của việc cuộc sống Kỷ Dậu sắp đi lên, đấy là việc Kỷ Dậu sẽ rơi rụng đi những thành phần rác rưởi, không còn xứng đáng đồng hành. Nên nếu Kỷ Dậu bị người đời tổn thương hay người tin yêu phản bội, hãy cứ hoan hỷ vì nó đã xảy ra để Kỷ Dậu có được sự sàng lọc lại cuộc đời. Suy cho cùng, Kỷ Dậu hướng đến một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc tụ thành danh tại, một cuộc đời trọn đủ những mơ mộng, những dự định của bản thân. Một bức tranh nhiều ánh sáng như thế sẽ không có chỗ cho những sự u ám, do vẫn tồn tại được nên hãy chấp nhận những mất mát mà mệnh số đã mang tới, mặc kệ đời. Không cần giận vì cái tiếp theo của Kỷ Dậu ở hiện tại sẽ đổi lại cho Kỷ Dậu vô vàn phước báo ở tương lai, cũng những thuận lợi may mắn vô hình do mệnh đời đưa đẩy. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 cầm tinh con gà trong số 12 con giáp. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ.
Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo, siêng năng, có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của những người tuổi Kỷ Dậu. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Kỷ Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi, thì chốn công sở phải là nơi để họ tỏa sáng nổi bật. Sự chỉnh chu trong ăn mặc, sự thẳng thắn cộng với tài quan sát sắc bén trong công việc luôn giúp họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra và có quyết tâm hoàn thành nó một cách thông suốt. Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết, người tuổi Kỷ Dậu bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, được bạn bè và người thân giúp đỡ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu khá thuận lợi, bằng phẳng. Đây là người cơ trí khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ cả đời, phúc lộc song toàn, gần quan gần quý nhưng không thể dựa vào người thân. Nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Người tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức. Kỷ Dậu có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần, cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp. Tuổi Kỷ Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tân bốc và chú ý. Kỷ Dậu nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú. Họ nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thần nên trung thành tuyệt đối. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi Kỷ Dậu thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè kiểu một mình, ở nhà ăn cơm một mình không xong. Thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi Kỷ Dậu lại thích cuộc sống đơn giản. Tuổi Kỷ Dậu cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống bu tròn. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc. Dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực, kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng. Tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi, khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang, quyền thế của mình nhờ có phúc dày, mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người. Khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ. Có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào. Vậy nên, dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh 1969, hãy tích cực tiến lên. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Kỷ Dậu hiểu rằng sự bền bỉ và trung thực là những giá trị quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Họ nhận ra rằng để thật sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có sự ổn định mà còn phải biết cách thay đổi và cải thiện bản thân. Họ học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, từ đó mở rộng tầm nhìn và trở nên linh hoạt hơn trong cách tiếp cận vấn đề. Người tuổi Kỷ Dậu cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc hoàn thành công việc và tuân thủ nguyên tắc, mà còn là về việc trải nghiệm và học hỏi. Họ biết cách tìm niềm vui trong công việc và những điều nhỏ bé hàng ngày, đồng thời trân trọng những mối quan hệ xung quanh. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc thực sự đến từ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, giữa trách nhiệm và sự tự do. Trong các mối quan hệ, người tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng duy trì sự chân thành và trung thực,
Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững thì cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Kỷ Dậu với sự kết hợp giữa sự bền bỉ và chính trực là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trên con đường dân sinh, họ không chỉ kiên định và trung thực mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Kỷ Dậu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và ổn định. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là những người chăm chỉ, cẩn thận, là kiểu người có trách nhiệm, có kỷ cương và vô cùng ngăn nắp, vì thế mà họ được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính của nữ tuổi Kỷ Dậu hơi dè dặt, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nữ tuổi Kỷ Dậu là người mẹ hiền, vợ đảm biết chăm sóc dạy bảo con cái, đặt gia đình lên trên hết, trung vận và hậu vận của mệnh chủ thường an nhàn hưởng phước đức. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu hầu hết đều là người thông minh, có tài ứng biến so với những con giáp khác. Nam tuổi Kỷ Dậu có tính cách kiên định, sông pha không ngại khó khăn, gian khổ mà luôn phấn đấu rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn. Vì trải qua nhiều sóng gió, họ tâm niệm rằng nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ họ. Là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó, nam tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình bước vào giai đoạn trung vận. Đa số nam mệnh tuổi này đều công thành, danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức, có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, tuổi Kỷ Dậu nam mệnh có mệnh lớn, nhiều may mắn, đa số đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, đánh giá tổng quan thì người tuổi Kỷ Dậu sẽ phải trải qua một thời điểm không mấy thuận lợi do các mối quan hệ xã giao bất ổn. Kỷ Dậu cần xem lại cách hành xử của mình, chứ không nên chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Các vận và hung vận của tuổi Kỷ Dậu từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Về các vận, bách diệt các khí gặp hung quá các gian xương chủ về đường công danh chức vụ thăng tiến. Về hung vận tương hình chủ về đối đầu bất động và mâu thuẫn, thái tuế nên mọi việc sẽ khó bề suôn sẻ và thuận lợi, công việc gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Cục diện tương hình cho thấy bản mệnh có tính cách nhiệt tình, sôi nổi và sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng lại chưa có cách ứng xử phù hợp ở những tình huống khác nhau. Có những lúc Kỷ Dậu quá nóng nảy, nói năng không kiên nể, thậm chí gây tổn thương người khác mà đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Kẻ xấu phá hoại khiến công việc của Kỷ Dậu tiến triển không thể suôn sẻ, chuyện làm ăn kinh doanh cũng thường vướng phải khúc mắc, dường như hướng đi của Kỷ Dậu chưa thực sự chính xác, hoặc Kỷ Dậu đang mắc phải sai lầm ở đâu đó. Đã đến lúc Kỷ Dậu hạ cái tôi của mình xuống và đừng kiêu ngạo mù quáng làm theo ý mình mà gạt bỏ lời khuyên của người khác. Theo tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tình cảm cũng khó được đón tin vui. Người độc thân chớ dội tin theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác. Trong lúc này, Kỷ Dậu không cần phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình. Hãy tiếp tục rèn luyện bản thân và yêu thương chính mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ tới. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phân luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy sự nghiệp có dấu hiệu chững lại rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu là do bị kẻ tiểu nhân quấy phá, mọi người xung quanh cũng không ủng hộ, cổ vũ cách làm của bản mệnh. Tương hình cho thấy, dù Kỷ Dậu có lòng tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng chưa chắc đã nhận được sự biết ơn của mọi người. Hãy xem lại cách giúp đỡ của mình, xem mình hành xử như vậy đã đúng chưa. Đừng tạo cho người khác cảm giác bạn đang ban ơn khi người khác mắc phải lỗi sai hoặc vô tình làm việc gì khiến Kỷ Dậu không hài lòng. Kỷ Dậu cũng chớ nên chỉ trích đối phương quá nặng nề,
hãy có cách nói năng và hành xử uyển chuyển hơn để không làm tổn thương ai, mà đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không biết. Một số người không nên quá kiêu ngạo với những thành tích mà mình gặt hái được trước đó. Sự kiêu ngạo sẽ khiến kỷ dậu lơ là, không phát hiện ra những sai sót hiển hiện và dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Tuổi kỷ dậu có thể gặp khó khăn trong việc tập trung do có nhiều vướng bận và sự ảnh hưởng của cảm xúc. Người tuổi kỷ dậu thường có sự nhiệt huyết và mong muốn hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc. Tuy nhiên, làm việc đa nhiệm có thể khiến bản mệnh mất tập trung và giảm chất lượng công việc. Để đảm bảo chất lượng công việc và tăng hiệu suất làm việc, bản mệnh nên tập trung hoàn thành một công việc cụ thể trước khi chuyển sang công việc khác. Điều này giúp người tuổi kỷ dậu tập trung tối đa năng lượng và tư duy vào một công việc, từ đó làm việc hiệu quả hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Những chi tiết nhỏ có thể trở thành nguyên nhân gây ra vấn đề rắc rối. Trong công việc của người tuổi kỷ dậu, mặc dù chúng có vẻ nhỏ nhặt, nhưng có tác động lớn và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Việc lưu ý và quan tâm đến những chi tiết nhỏ là rất cần thiết. Để đảm bảo sự hoàn hảo và chính xác trong công việc, bản mệnh cần đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, kiểm soát và làm việc tỉ mỉ để đảm bảo rằng không có bất kỳ lỗi nào xảy ra. Ngoài ra, việc cẩn thận và quan tâm đến tiểu tiết cũng thể hiện sự tỉ mỉ, trách nhiệm và chuyên nghiệp của người tuổi kỷ dậu trong công việc. Điều này có thể tạo dựng được lòng tin và sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và đối tác. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bản mệnh dành thời gian tập trung để xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết. Điều này sẽ giúp bản mệnh tránh các vấn đề không mong muốn và mang đến thành công trong công việc của mình. Tính cách hấp tấp và dội vàng trong quyết định có thể khiến người tuổi kỷ dậu đôi lúc lỡ miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật. Điều này có thể gây hậu quả tiêu cực cho mối quan hệ và sự tin tưởng của người khác đối với bản mệnh. Để khắc phục vấn đề này, kỷ dậu hãy luyện tập sự bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi nói. Hãy cân nhắc các tác động của những lời nói của mình và xem xét xem chúng có gây tổn thương hay bất lợi nào không. Đồng thời, tôn trọng và giữ kín bí mật của người khác, không tiết lộ thông tin khi chưa có sự cho phép. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm Quang vẫn sẽ đem tới ít nhiều tín hiệu tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh. Chỉ cần kỷ dậu tập trung vào nhiệm vụ, khiêm tốn lắng nghe mọi người nhiều hơn và có cách hành xử lý trí linh hoạt, thì mọi khó khăn đều sẽ được giảm bớt. Thậm chí kỷ dậu còn nhận được sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi kỷ dậu sinh 1969, từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch của tuổi kỷ dậu cho thấy rằng phương diện tài lộc cũng khó có thể đạt được sự phát triển như ý muốn. Đã đến lúc kỷ dậu dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm trong suốt thời gian qua. Đồ tiền chảy vào túi không được như dự kiến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang mắc phải sai lầm ở đâu đó. Đừng tiếp tục vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Có thể những hướng đi đó không phù hợp với bạn. Hãy dành thời gian để nghĩ xem khả năng của mình thích hợp để làm những công việc gì. Nếu mắc phải sai lầm, kỷ dậu cũng nên dũng cảm thừa nhận chứ đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Nếu không khiêm tốn mà tiếp tục quên quang, khoác lác thì bạn sẽ chỉ ngày càng lún sâu vào những sai lầm mà thôi. Để tránh những rủi ro và tai ương có thể xảy đến thì kỷ dậu cũng nên tập trung vào công việc. Đừng nghĩ tới làm những việc không chính đáng như hãm hại người khác. Nếu kỷ dậu làm việc xấu thì rất dễ vướng vào chuyện thị phi, thậm chí kiện cáo lao tù. Bản mệnh hãy cố gắng kiên trì với kế hoạch của mình thì sẽ đạt được một số thành công, bao gồm cả thu nhập tài chính. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng thành công không chỉ là may mắn, ngẫu nhiên bản mệnh cần rút kinh nghiệm từ những thắng lợi nhỏ trong quá khứ và xây dựng kế hoạch cụ thể hơn cho các hoạt động của mình. Hãy xem xét những yếu tố đã đóng góp vào thành công của mình, bao gồm sự kiên nhẫn, sự tập trung vào kế hoạch cụ thể. Hãy tìm hiểu những gì đã hoạt động tốt để áp dụng chúng vào kế hoạch hiện tại và tương lai. Hãy đạt mục tiêu rõ ràng và xác định các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Tiểu hao có thể tạo ra những khoản chi tiêu không mong muốn và gây ra áp lực tài chính từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch, như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh và các sự kiện tương tự có thể đòi hỏi một khoản tiền không nhỏ từ người tuổi kỷ dậu. Tuy nhiên, để tránh tốn kém không cần thiết, hãy cân nhắc và lập kế hoạch chi tiêu một cách thông minh. Hãy xác định các mục tiêu ưu tiên và đặt ngân sách cho mỗi khoản chi. Bản mệnh có thể xem xét việc tiết kiệm và tìm cách giảm thiểu các chi tiêu không cần thiết. Nếu người tuổi kỷ dậu đang có ý định bắt đầu mở rộng doanh nghiệp,
thì hiện tại không phải là thời điểm phù hợp. Thay vì vội vàng, hãy dành thời gian để nghiên cứu thị trường và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. Quan trọng là bản mệnh cần tìm ra những điểm mạnh của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Từ đó tập trung phát triển và chiếm lĩnh thị trường trong một lĩnh vực cụ thể, tránh đầu tư quá nhiều tiền vào dự án ngay lúc này. Thay vào đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Bằng cách này, người tuổi Kỷ Dậu sẽ có được một cơ sở vững chắc và định hình rõ ràng trước khi bắt đầu kinh doanh. Xét về phương diện tình duyên gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Theo tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu thấy rằng phương diện tình duyên ám đạm cũng đem tới nhiều nỗi buồn cho người tuổi Kỷ Dậu. Kỷ Dậu cảm thấy hạnh phúc dường như đang quá xa tầm tay giới của mình. Người độc thân có thể nhận được sự theo đuổi của một vài đối tượng trong thời điểm này, nhưng khả năng cao đó đều là đạo hòa sổ. Kỷ Dậu chớ vội tin theo lời tán tỉnh của những kẻ mình chưa hiểu rõ. Có thể những kẻ đó tiếp cận bạn chỉ vì một mục đích xấu nào đó. Kỷ Dậu không cần thiết phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Hãy làm phong phú thêm bản thân để trở thành người tốt đẹp hơn. Khi Kỷ Dậu đã phát triển thì không lo không gặp được những người phù hợp. Người có đôi có cặp cần tránh trạng thái nóng nảy, hành xử không suy nghĩ và nói những lời gây tổn thương cho người thân thiết nhất. Mọi việc đều có thể giải quyết nếu hai người bình tĩnh. Nóng nảy chỉ khiến mọi việc thêm lâm vào bế tắc mà thôi. Con giáp này hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ đa chiều hơn. Dù có được người ấy yêu thương chiều chuộng đến mấy thì cũng chớ tự coi mình là trung tâm vũ trụ và bắt đối phương phải chịu theo. Điều đó kéo dài sẽ khiến nửa kia mệt mỏi đấy. Về gia đạo trong thời điểm này cũng không có gì biến động. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà đã có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn. Dù vậy, mỗi thành viên vẫn cần hạ thấp cái tôi của mình, đặt bản thân vào địa vị người khác để thấu hiểu hãy vì gia đình, vì cái chung mà mọi người cùng động lòng, ắt trong ấm ngoài êm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo, người tuổi Kỷ Dậu cần phải cẩn thận khi lao động chân tay hoặc có việc xuất hành đi xa. Tốt nhất Kỷ Dậu không nên cố gắng làm việc hoặc điều khiển phương tiện giao thông khi đang mệt mỏi để tránh những sự cố đáng tiếc. Công việc không như ý khiến Kỷ Dậu luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà suy nghĩ quá tiêu cực, bi quan, đồng thời không nên mang những cảm xúc tiêu cực khi làm việc về nhà. Ảnh hưởng đến hòa khí giữa các thành viên trong gia đình, tuổi Kỷ Dậu nên học cách chia sẻ với mọi người xung quanh để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ. Ngoài ra, chớ quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục, thể thao. Việc đó không chỉ giúp Kỷ Dậu khỏe mạnh hơn, mà còn giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, yêu đời hơn, thậm chí tạo ra cơ hội giúp bạn gặp gỡ bạn bè và quý nhân. Quý khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Đầu tiên là tử vi tuần từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần lễ mới sẽ đòi hỏi con giáp tuổi Kỷ Dậu nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và những người thân thiết. Ngoài ra, cũng bởi thế mà Kỷ Dậu sẽ muốn dọn dẹp lại cuộc sống của mình cho gọn gàng hơn, bớt ảnh hưởng bởi những phiền nhiễu bên ngoài. Đời sống tình cảm của tuổi Kỷ Dậu không có nhiều tiến triển, vì có thể chính bạn vẫn chưa mấy thoải mái để bước vào một mối quan hệ mới vào lúc này. Kỷ Dậu có chút e dè và phòng thủ, nên khó tiến tới với ai đó. Người có đôi hãy trở thành người chủ động chuẩn bị những bất ngờ, lãng mạn dành cho đối phương. Ảnh hưởng của tiểu hao trong tuần này, nên người tuổi Kỷ Dậu thường xuyên phải chi tiền cho những việc tưởng như không quan trọng, nhưng thực ra ảnh hưởng khá nhiều tới tương lai tài chính của bạn. Kỷ Dậu nên thắt chặt chi tiêu, việc cố gắng mua nhiều món đồ giảm giá không thực sự có lợi cho cuộc sống của bạn. Thế nhưng bản mệnh đừng quá lo lắng, vì cuối tuần với sự xuất hiện của thiên tài nên tiền bạc sẽ lần lượt đổ về trong thời gian này. Thế nên, ngay từ đầu tuần, hãy chăm chỉ tìm hiểu các cách khai thác cơ hội kiếm tiền, nhất là ai đang làm công việc phụ. Hãy tập trung cải thiện các kỹ năng mình còn yếu. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ.
tiểu nhân là tuổi Mão và Tý. Màu sắc may mắn tím, trắng. Con số may mắn 25, 76, 84 và 14. Tử vi tuần cuối cùng từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Dậu thấy rằng bản mệnh đừng cho rằng mình cái gì cũng biết, vì điều đó chỉ đang gây thêm bất lợi cho bạn trong các cuộc hội thoại mà thôi. Ngược lại, khi bạn thể hiện sự tôn trọng, biết lắng nghe thì lại được mọi người quý mến, nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ. May mắn là có thực thần ghé thăm vào ngày đầu tuần, mang lại cho bản mệnh một chút lộc lá. Nhưng đừng vì thế mà bất cẩn, hãy nên tập trung, nếu không rắc rối và căng thẳng sẽ xảy ra ngay sau đó. Thế nhưng, càng về cuối tuần mọi thứ lại càng an ổn, bản mệnh có thể hoàn toàn an tâm với kế hoạch của mình. Về chuyện tình cảm, người tuổi Kỷ Dậu độc thân thất vọng vì người mà bạn quan tâm lại không thực sự để ý tới bạn. Có thể họ đã thích một người khác, trong khi đó, người đã có đôi có thể trải qua một tuần sóng gió vì nửa kia của bạn là người rất dễ nổi cơn ghen. Thời gian này, tác động của dịch mã nên con giáp tuổi Kỷ Dậu khá vất vả trong việc đi lại, nhất là người đang mở rộng quy mô làm ăn phải liên tục di chuyển để khảo sát làm việc thực tế, lấy hàng vận chuyển hàng hóa. Quá trình này tốn nhiều công sức nhưng xứng đáng và mang lại cho bạn nhiều niềm vui. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất, tiểu nhân là Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn tím, hồng. Con số may mắn 19, 88, 56 và 34. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, không phải ai cũng nhận ra sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận. Vì có lúc chúng ta đổ tại số, có lúc lại tỏ ra lo sợ. Vì nghiệp báo nói số mạng là do trời định, thế gian này thuộc quyền lực của trời nên con người chấp nhận, thừa nhận và cam tâm đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mệnh phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân dương chi phối toàn bộ. Cuộc đời nối nghiệp chính là quyền lực nằm trong chính bản thể của mình, buồn khổ hay hạnh phúc, do mình nắm giữ, mình làm chủ. Cuộc sống này không ai bắt được chúng ta vui buồn, mà phải tự mình loại bỏ sự vô minh, sáng suốt, gan dạ, chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ, vui tươi trong hiện tại và mai sau. Tự ta già sẵn một lối sống cho ta, tự ta tô điểm đời ta cho tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười vì đây là hành vi dụng dại ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật thỏa thích, thay cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do, tự chủ. Cho nên lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ, tự do của nhân loại hiện nay ta là chủ, ta có quyền chọn lựa người thay ta lo việc nước, việc dân. Có thể thấy ngoài một điểm tương đồng, còn lại là sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận. Nếu bạn chọn tin vào nghiệp báo hay số phận và sống theo lý tưởng đó, thì cuộc đời bạn cũng sẽ thuận theo cách mình tư duy. Vì thế, trước khi lựa chọn nên cần trang bị kiến thức rồi mới tin và làm theo. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.